em đánh lại chị tài khoản chi phí là 154 này, mã này, tên này là cần phải có này. Đối với nguyên vật liệu khi khai ấy, trong thông tư 133, thứ nhất là phải có mã này, có tên này, nhóm cũng phải có. Chị sẽ giải thích cho em tại sao lại phải có những cái thông số đó nhá. Là vì này, đơn vị tính chính này, ví dụ như là chai lọ hay là cái bộ hay là bình bao xăng ti, thậm chí là còn có những sự chuyển đổi nữa cơ. Đấy, tí nữa chị sẽ, bây giờ chị sẽ đi về cái vấn đề là em mua bao nhiêu thì em xuất bao nhiêu, thì là nó là đơn vị chính của nó là thế. Nghĩa là bây giờ chị sẽ nói từng vấn đề. Mã ta sẽ đặt thế nào cho mình dễ hiểu nhá, dễ lọc. Thông thường chị hay đặt theo tên và các cái thông số mã khi đặt. Ví dụ như lõi 20.1, 20.2 thì là đặt thêm cả cái thông số phía sau nữa cho dễ hiểu. Tên chắc chắn không thể nào không đánh vào, được chưa? Tính chất thì ở đây nó sẽ có này. Một là vật tư hàng hóa, hai là thành phẩm, ba là dịch vụ. Thì ta chọn cái thứ nhất, nó là vật tư hàng hóa. Đối với những cái mua vào là vật tư hay là hàng hóa thì ta chọn là chung là vật tư hàng hóa. Nhóm em cũng không thể nào không chọn, em sẽ bấm vào dấu ba chấm này. Nếu là hàng hóa thì ta chọn là HH nhá. Nếu là nguyên vật liệu thì ta chọn là nguyên vật liệu viết tắt. Thế thì mục đích để khi ta chọn cái nhóm này thì sau này ta đi vào các báo cáo chi tiết ấy, việc lập báo cáo ra thì ta sẽ phải chọn thêm cả lọc cái nhóm, cho nên là với cái việc tạo nhóm cũng rất là quan trọng. Mình chỉ việc chọn thôi, không cần tạo nữa, Lisa tạo cho mình hết rồi. Thế đơn vị tính mua vào là kg, mình xuất ra thì là kg, thì mình sẽ không có sự chuyển đổi nhá. Cho nên chị chỉ hướng dẫn trường hợp thứ nhất là không có sự chuyển đổi đã. Kho là 152, tài khoản kho là 152. Tại sao như vậy? Bởi vì khi em khai ở những cái mã vật tư chi tiết ấy là kho với tài khoản kho rồi, thì tí nữa đến cái mục thứ hai, đến các cái vấn đề khác là như là mua hàng nhập vào kho ấy, thì khi chọn cái mã mát này chọn cái, phần mềm sẽ tự hiểu là kho 152 rồi, điền khoản là nợ 152, nợ 133 có 331 rồi, hoặc nợ 152, nợ 133 có 111 rồi, được chưa nào? Thế còn những cái tài khoản doanh thu, tài khoản chiết khấu giảm giá hàng bán bị trả lại này, thực chất đối với nguyên vật liệu thì không cần thiết, nhưng vì phần mềm nó kết cấu như thế này thường cũng mặc kệ nó, không sao, được chưa? Rồi, thế đến tài khoản chi phí trong phần mềm, trường hợp nếu như em mua vật tư này, em mua đưa vào thẳng vào cái sản xuất luôn thì nợ 154 luôn, công nhận không? Không qua 152 thì mình sẽ nợ 154 luôn. Tài khoản chi phí khi khai báo hiểu là tài khoản nợ nếu như ta mua về xuất thẳng cho sản xuất, hoặc mặc dù em có nhập vào kho đi chăng nữa thì khi khai báo thế này nợ 152 rồi, nhưng khi xuất kho sẽ là nợ 154 có 152. Khi xuất khẩu cái phần mềm nó hiểu luôn, chọn cái mã này cái là phần mềm đã hiểu điền khoản cho em nợ 154 có 152 rồi. Thế nhưng mà các bạn ấy không hiểu, và rất là nhiều các bạn mà không hiểu, các bạn ấy cứ là xáo bài. Bởi vì bản chất khi em thêm mới một cái vấn đề nhá, chị Hủy này, thêm khi chị thêm một cái phần mềm bao giờ cũng mặc định cho em là xáo bài, đúng không? Đúng rồi. Bởi vì phần mềm không phân biệt được lúc nào của em là vật tư, lúc nào của em là thành phẩm và lúc nào của em là hàng hóa. Nếu là hàng hóa thì 632 đúng, nhưng nếu mà vật tư là phải sửa, em hiểu không? Nên có rất nhiều bạn là cứ thế là cho vào là 632. Vậy vô tình khi mình xuất kho ra lại là nợ 632 có 154 là sai, em hiểu không? Là sai. Cho nên là em phải chỉnh sửa lại khi khai báo nhá. Vấn đề thứ nhất nào, nắm được chưa? Chính vì thế là tất cả những cái này em phải sửa lại theo ý của chị. Nếu cái nào chưa có nhóm, khai nhóm vào đây. Nếu cái nào mà chưa khó kho các kiểu, tài khoản chi phí sai, tự sửa lại cho được. Thì sau khi làm xong phải được cập nhật vào giá trị chi tiết ở trong phần nhập số dư. Nghe chưa nào? Được chưa? Ổn chưa? Em hiểu rồi. Tiếp theo, chị nói đến một cái vấn đề là bài toán quy đổi. Lại vẫn vào chỗ danh mục vật tư hàng hóa. Thêm
bài toán quy đổi. Đây chị vẫn chọn là một cái mát nào đó đi, vẫn là nguyên vật liệu. Chị ví dụ một cái thực trạng ở trong cái công ty, ví dụ như là em mua một cái thùng bia nhá. Vâng. Thùng bia trong công ty, nhà hàng, khách sạn hay là hay rất hay dùng. Ví dụ như là thùng bia. Và ở đây không, ở đây đừng ghi là thùng bia, em chỉ ghi là bia thôi, bia loại gì đó thôi. Thế thì khi em mua vào là thùng, nhưng em xuất ra hay là lon, chai. Ví dụ thế đi, cho nó dễ hiểu nhá. Thế thì đơn vị tính của em đầu vào là em mua vào là thùng, nhưng em xuất ra để cho các món ăn hay là xuất cho khách uống ấy. Em có thể là em xuất lẻ, em xuất 10 chai. Thế thì đơn vị tính chính ở đây phải là chai. Hiểu chưa? Và đương nhiên tất cả các thông số này vẫn là 152 hết. Đây vẫn là 154. Nhưng có một cái sự chuyển đổi ở ba nhỏ ở đây. Một thùng thì bằng bao nhiêu chai? Thì chị sẽ ghi đây, một thùng bằng 24 chai. Em hiểu chưa? Em nhận đây. Một thùng bằng 24 chai. Vậy trong trường hợp này là trường hợp thứ hai có sự chuyển đổi. Em hiểu chưa nào? Ví dụ như bên em mua vào là tấn, nhưng mà định mức để sản xuất cho một sản phẩm nó không thể là tấn được, mà phải là kg. Thì đơn vị tính chính ở đây sẽ là kg. Còn đây sẽ là tấn. Một tấn thì bằng 1.000 kg. Thế thì đây em sẽ điền công thức vào đây, sau em cất đây. Hiểu chưa? Vậy chị sẽ để một cái mẫu ở đây để sau này em nhìn để hiểu về cách quy đổi nhá. Cách hai tiếp, nói về vấn đề khai báo, chị nói luôn. Trường hợp nó là hàng hóa nhá, em mua về em bán đấy. Hiểu chưa? Em mua về em bán đi. Mark 10.0 chẳng hạn, .1 chẳng hạn, đây. Cái này là hàng hóa. Thì tính chất ở đây cũng là vật tư hàng hóa, nhưng mà nhóm ở đây em chọn là H. Chứ không phải là nguyên vật liệu. Tại sao lại phải chọn nhóm? Là vì vậy đấy. Khi ta chọn kho rồi nhưng mà ta lại muốn chọn theo nhóm nữa ấy, thì nó chi tiết hơn, nghe chưa? Và ở đây đơn vị tính là kg. Kho ngầm định lúc này sẽ là 156. Em hiểu chưa? Nhưng 156 đây chị chưa khai. Chị click dấu cộng màu xanh đây. 156 kho hàng hóa tài khoản kho là 156. Được chưa? Cất. Tài khoản doanh thu là 5111. Nhưng tài khoản giả vốn đây sẽ là 632. Vì sao? Chị giải thích tiếp. Tạm thời chị để 632 một chút cái đã nha. Vì này, đương nhiên chắc chắn là 632 đúng rồi. Chỉ có điều là 6321 hay 6322 chị chưa thể em tách thôi. Nhưng chắc chắn sẽ là 156 thì đương nhiên sẽ là 632. Vì khi mình mua một cái máy tính về, đúng không? 10 triệu cộng với chi phí vận chuyển 1 triệu là 11 triệu. Em bán ra là 12 triệu. Em lợi nhuận được 1 triệu. Được chưa? Lợi nhuận này là lợi nhuận chưa trừ chi phí. Như vậy, khi em là hàng hóa thì em đã xác định được giá vốn chưa? Quá xác định được rồi. Đúng rồi, xác định được giá vốn rồi. Vậy, bao giờ gắn với tài khoản chi phí cũng là 156 thì cũng phải là 632. Nhưng mà cái nguyên vật liệu lúc nãy 152 thì em hoàn toàn em chưa hề xác định được giá vốn, đúng không em? Tại vì 152 này phải cộng với nhân công, phải cộng với các chi phí khác nữa mới hình thành ra được giá thành, đúng không nào? Từ giá thành đó bắt đầu mình mới tính được giá thành, xong mình tính được cái sản phẩm nhập kho ấy, đúng không em? Sản phẩm giá vốn, giá vốn xong bắt đầu mình xuất ra được giá bán. Do đó 152 thì phải gắn với 154 chứ chưa thể nào gắn được 632. Nào, như vậy cách khai hàng hóa hiểu chưa? Vâng. Và hàng hóa này cũng có sự chuyển đổi luôn, cũng tương tự như nguyên vật liệu nhá. Mua về bằng thùng, bán ra bằng chai thì mình cũng phải có sự chuyển đổi. Đấy là về cách khai về hàng hóa.